mẹ bắt đầu cắt thôi mẹ. Giờ cái này chín rồi mẹ. Cái này cậu Phong gửi xuống. Này mới có chín rồi. Bây giờ mình cắt. Chị Ba nói nếu mà kêu bằng thương tật trên 11% là tiêu số là tụ. Được không mẹ? Thấy cứng như vậy? Ừ, cứng rồi đó. Nó cứng. Này nhiều gai nha. Không phải toàn dầu, toàn đô lớn định nữa vậy. Này nhiều gai lắm. Làm là biết xin không biết làm không? Dạ không. Làm như vậy không có làm. Chắc cái dầu này nhiều gai mà mình còn phải dùng nhiệt lớn nữa nên con sợ lắm. Chắc cái dâu nhỏ này hay là dâu bự chứ. Dạ, đưa cho nó vậy. Chín này là đắp cửa sân hồng xe nhà nè. Mà đi chưa cái chín luôn. Con cây trái cũng dữ lắm. Mà nó nhỏ vậy. Nhỏ, nhỏ. Cái này quá có cái chín cái chưa. Thơm dữ. Quá thơm, quá trời ngon luôn mà nè. Rồi con lấy cái hộp. Rồi chia ra. Muối này đặt này. Đồ chín ăn muối đi, chín. Chín ăn. Nè đây để em muối này nè. Để. Lấy cái hộp này cho ngoại nè. Cái này là sườn nhà mà nhà của người ta. Bên ngoại nuôi của Nga. Nên hái về. Ở bên đó trồng tới 6 mẫu trái cây. Rồi lần xíu về là Nga chạy lên hái. Nga là chị hả? Nga chị xíu. Lấy cái bịch bao nhiêu? Nguyên muối nó lấy cho. Lấy cái bịch bao nhiêu? Lấy cái bịch bỏ mấy trăm chân nữa nè. Còn cái này là sao nữa? Mình lấy gì chứ? Cuốn. Còn cái hộp nữa rồi. Ở chứ đó. Phải vô đây luôn. Ở nhà có gửi da dịch chừng không? Nhà có gửi má cho ai không? Con đi chơi, má ăn rồi, má no, má nằm, má chơi được rồi. Ừ, nhà chị Ba mà gần rồi chưa cái nhà trời á. Thôi, tại mình coi chú nha. Bây giờ sẽ ăn khui sầu riêng cho Bách ở dưới đồng này gửi lên ha. Quá, chưa chín rồi. Bây giờ không có gẹo xương hà nha. Ồ, thơm. Ơi, ngon quá nè. Đây còn dính muối này nè. Muối nhỏ hả? Rồi, cô chú thấy ngon chưa? Đó. Nó sảy quá ha. Thèm không sữa hồng? Ăn đây chưa đã phải không? Quá trời ngon lên. Má ngoại gửi về cho hai trái ha. Ăn ba phun trái rồi đi gửi về cho ngoại. Vậy hả? Để gửi về cho ngoại. Miếng đây nè, đây miếng. Còn dư muối lép luôn nè, đó. Đây, khui nha, khui nha. Mất loài à. Để cho mất luôn anh thì là nó chín hết trơn rồi không xẻ là ngày mai đi đó. Cái này. Đăng lý cái này là hôm qua xẻ rồi nè. Mà hôm qua anh về tối có cái không có xẻ. Rồi, để đi. Để mất ra. Làm chỉ mất luôn. Em bằng cái mất là sẽ hùng. Cẩn thận nha. Trái mít này của vườn sơ hồng hả? Hay là của gì cho? Cái vườn sơ hồng mũi trắng. Ngồi gần mà thơm phức luôn hả? Màu thì không đẹp, mà không biết ngọt không? Thấy không có đẹp rồi đó. Thấy nó hơi nhạt. Ngồi đeo tay vô mũi. Mũi dính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho Hà tắm xong cho con. Là quá, tắm la ông tùm. Mưa rồi. Thôi tạm biệt cô chú nghe, mưa rồi. Có lấy đồ gì vô không xong? Kéo xào vô rồi phải không? Rồi, tạm biệt cô chú nghe, mưa tới rồi. Chờ Hà tắm lẹ đi vô kìa, mưa tới rồi kìa. Hà đi vô đi con. Từ Hà đang nằm trong sao nên không quay cho cô chú coi được. Trong phòng đi, hạ cửa xuống sao không?